chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Em tên là Phạm Minh Hùng. Năm nay em 29 tuổi, nghề nghiệp của em là thợ xăm. Em là người Sài Gòn ạ. Bạn bè thường gọi em với nickname là Hùng Pop ạ. Mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người. Em tên là Đinh Nguyệt Cầm, mọi người thường gọi em là Ti Mì Tôm. Em năm nay 27 tuổi và em sống ở Sài Gòn. Em làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh online. Ôi, toàn là những người của thế hệ trẻ trung, năng động và sáng tạo và thời đại nữa, đúng không? Dạ. Em đoán đi, hai bạn này gặp nhau lần đầu tiên như thế nào, gặp nhau ở đâu? Không đoán, cái này là chắc, đúng chắc luôn. Ừ. À, anh thấy trên tay em cũng có sâm đúng không? Dạ. Cho nên là có thể là em đi đến tiệm, em đến cái tiệm của anh Hùng này, em tha thu. Và thế là em gặp cái anh chủ này quá ư là đẹp trai và thế là hai người đã phải lòng sau nhau khi yêu nhau, xăm nhau sau xong, khi rồi. Xăm xong rồi coi như là hai bạn bắt đầu tiến tới tình yêu đúng không? Dạ không ạ. Dạ không. Thôi, chưa đón lại. Dạ, hai tụi em gặp nhau lần đầu tiên á là tại trên quán nhậu. Wow. Em là được cô bạn của Ti đây rủ em ra quán. Em thì ấn tượng Ti là nhìn lúc đầu nhìn bạn này cũng có xăm, cũng cùng chung sở thích với mình nè. Nói chung là mình nhìn bạn xăm chỗ khác chứ không phải xăm chỗ em. Dạ, khi mà cất tiếng lên á thì em nghe trời trời sao giọng khàn quá vậy, sao mình nghe giống như là cô nào chuyển giới thành công quá vậy ta. Em hết hồn. Nhưng mà anh nghe cái giọng cầm cũng đâu đến nỗi mà như anh tả là giống như là con trai đâu. Chắc lúc đó em bị khăn tiếng cấp độ nặng. Dạ. Dạ. Vậy thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Lần đầu tiên gặp ảnh thì em rất là ấn tượng, tại vì ảnh rất là dị, lập dị, xăm rất là nhiều, mà số móng tay đen, xỏ nhiều khuyên tai lưỡi trên mặt. Nói chung là nhìn rất là lạnh lùng, mà kiểu dạng như là cá tính rất là quậy. Nhưng mà khi mà tiếp xúc á, thì em thấy anh rất là thương thiện, không có giống như bề ngoài. Cho nên em rất là thích ở điểm đó. Nhìn hầm hố. Nhìn rất là hầm hố. Nhiều người thấy em như vậy, cũng khách hàng cũng tới xăm này nọ cũng nói là nhìn anh trên hình thấy sợ lắm, nhưng mà tiếp xúc thì thấy anh hơi khùng. Khùng khùng. Dạ. Hay nói em, anh có hơi tưng tưng. Rồi sau đó thì cái mối tình của các bạn tiến triển như thế nào? Vài lần đầu gặp á thì chỉ là nghĩ là bạn bè thôi. Chứ chưa nghĩ là sẽ là quen. Tại vì em gặp ảnh trong cái khoảng thời gian đó em đang thức tình. Tụi em tìm hiểu nhau được vài tháng thì chính thức quen nhau được 3 ngày rồi chia tay. Em không biết lý do là biết gì. Lý do luôn đúng dạ. không? Đến mãi một tuần sau á thì vợ em mới là nhắn tin cho em nói là anh ơi rảnh không? Mình đi ăn nha. Xong bắt đầu mới xin lỗi em. Em thật lòng là đang muốn quay trở lại với ảnh đúng không? Dạ đúng. Lúc đó nhắn tin còn hỏi ảnh có trả lời hay không. Sợ là người ta nói là đâu phải muốn quen muốn bỏ người ta. Cũng có giải thích là tại vì em sợ là làm tổn thương anh. Em sợ là em quen anh rồi em còn nhớ người cũ. Thì trong khoảng thời gian đó thì thực sự là rất là nhớ và quay lại và quen nhau tới bây giờ luôn. Vậy là bạn vợ rất là gọi là khí khái á. Cái tánh rất là khí khái á. Rồi sau đó thì cái tình yêu của các bạn là có đi xa hơn một chút không? Dạ có, tụi em quen nhau được khoảng 3 năm. Thì bắt đầu là tụi em mới làm đám cưới. Thì trong 3 năm đó là tụi em có giống như những cặp vợ chồng son khác là giữ gìn cho tới tận đêm tân đó. Hôn không? Dạ không ạ. Dạ, à. Tụi em ăn cơm trước kẹn khi quay trở lại là khoảng độ tầm 3 tháng sau. Lúc đó là cái đêm đầu tiên đó nó vui lắm mà. Vợ em á thì khi mà nhậu say vô á thì bắt đầu là không nhớ gì hết á. Cái những đêm đó về khách sạn á cái tự nhiên đè em ra làm cho hai nháy. Xong rồi cái tới sáng á cái khều em, anh ơi hỏi cái gì nữa? À, cái nữa. Cái em mới nói, trời ơi, hôm qua làm tôi hai nháy rồi bây giờ đòi thêm một cái nữa là sao? Ủa, vậy hả? Sao em không nhớ gì hết vậy anh? Trời đất ơi. Cái em cảm thấy như em bị tổn thương á anh. Em bị tổn thương, không nhớ gì hết. Khi mà hai bạn quyết định mà đi ăn cơm trước kẻng gì đó, dạ. Là nó có một cái điều gì khác ngoài cái việc? Dạ, có một cái điều. Thì vào cái năm 2012 đó, thì có một cái nhà tiên tri hay nói là cái ngày đó ngày có ngày 20, tận thế. Ngày 20 tháng 12. Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Em với vợ em như là muốn đến bên nhau trong đêm đó thôi. Nói em ơi, ngày mai tận thế rồi. Tối nay mình đi khách sạn nha. Ví dụ mà mai tận thế có chết thì chết cùng nhau. Với nhau. Để hợp thức hóa mà ăn cơm trước kẻng. Dạ đúng rồi. Ủa chị hả? Trong quá trình mà hai đứa bắt đầu yêu nhau thì em có xăm cho vợ em cái hình nào không? Dạ có, cái vợ em cũng thích. Cứ đòi hoài. Mỗi lần xăm á là về gặp mẹ vợ thì mẹ vợ bảo là Hùng ơi, đừng xăm cho Ti nữa. Dạ con đâu có xăm đâu. Sao Ti nó nói con đè nó ra xăm không mà. Tại sao em nói với mẹ vậy nó? Tại vì em nói vậy em đổ lỗi cho anh để mất công mẹ la em sao. Nó thật sự là chỉ đòi, chỉ muốn. Nhưng mà thật sự là cứ đổi qua cho em, đổ lỗi qua cho em, đổ lỗi là em đè ra nè. Em đã bị tổn thương không? Em cảm thấy em tổn thương. Gia đình em á thì là cái ngày mà em dẫn Hùng về ra mắt đó thì nhìn Hùng xăm nhiều như vậy
có trở ngại gì không? Mẹ mất hồn không? Dạ lúc đầu thì cũng khuyên dữ lắm, cũng nói là suy nghĩ kỹ nha con, tại nhìn thấy bề ngoài thì cũng hầm hố quá. Lúc đầu nhìn tưởng anh này anh chơi quậy phá, quen nhau là anh rất là ốm mà anh xăm rất là nhiều nữa, nhìn xỏ khuyên rồi nữa cho nên nhìn anh rất là quậy luôn. Thì gia đình cũng khuyên dữ lắm, chứ cũng thấy lạ lắm, thấy ảnh như người ngoài hành tinh. Tiếp xúc với ảnh thì người lớn gia đình em rất là thích, rất là thích Hùng, tại vì Hùng rất là lễ phép, với lại Hùng rất là đàng hoàng, nói chuyện thân thiện lắm, chứ không có như là mình nghĩ ở ngoài. Dạ sau đó là cưới tụi em. Bên gia đình em thì chắc chắn là dẫn cô này về là thích liền đúng không? Dạ là chịu ngay. Lúc đầu mẹ em còn nói đó, mày xăm nhiều vậy không biết sau này mày cưới ai. Các em cưới được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới được 3 năm rồi. Dạ. Hai bạn đều cá tính hết trơn á, thì cái năm đầu tiên về với nhau á thường hay có những cái sự cọ sát về cá tính á, có xảy ra những cái biến cố gì? Khi vừa cưới nhau xong bắt đầu về ở với nhau á, 4 tháng đầu tiên là 4 tháng gọi là gay go nhất. Thì em là người hay ham công việc với lại thể thao, tối em lại đi tiếp xúc với lại mối quan hệ ở ngoài nữa, không có dành thời gian cho nhau được nhiều á. Vợ em thì theo kiểu là cứ bị có một cái sự cô đơn á, xong rồi mới là gây lộn, mà cứ cái việc nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, đến cái khoảng thời gian gọi là đỉnh điểm giống là gần như là đổ vỡ rồi. Thì bắt đầu mới ngồi xuống nói chuyện với nhau, thì lúc sau đêm đó thì bắt đầu ôm nhau khóc. Rồi bây giờ thì các em có em bé chưa? Dạ chưa. Tụi em chưa. Lúc cưới nhau thì tụi em có xác định là mình còn ham chơi, mình còn muốn đi du lịch và mình còn muốn tận hưởng, cho nên chưa muốn để em bé. Thì bắt đầu bây giờ nè, bây giờ thì giống người ta nói là chơi chán rồi đó, muốn có con. Bây giờ 3 năm về ở chung với nhau thì anh ấy có tật xấu gì nhiều không Cầm? Anh có điều là anh lúc mà đói á, thì anh rất là nóng tính. Rất là hay quạo. Nóng. Có một lần giống như là em đang đi chơi với bạn em, thì anh mới gọi cho em kêu là mua đồ ăn về cho anh với. Trên cái đường chạy về nó hơi lâu, thì anh gọi anh hỏi 2-3 lần anh hỏi làm gì mà chưa về nữa, lẹ đi đó bụng quá đây nè. Về là gây lộn sùm luôn. Em nói cũng có miếng ăn thôi mà anh có cần phải nạt nộ lên như vậy không? Thì em rất là không thích ở điểm đó. Xấu tính đói. Có nhiều không? Xấu tính đói, xấu tính ngủ. Có những người ngủ xong chưa cộng vậy đó em. Tôi không có xấu một tính nào. Ngủ cũng vậy luôn á chị. Xấu tính ngủ luôn hả? Xấu tính ngủ, đang ngủ bất chấp là đừng có ai mà đụng tới tôi. Đụng vô một cái là quạo lên. Khó chịu lắm. Mà khi tỉnh dậy thì không biết gì. Ủa nãy anh có nói vậy hả? Ủa anh nhớ anh đâu nói, chắc anh mớ với em. Ủa mớ gì khôn cái gì anh. Rồi còn tật xấu gì nữa? Cũng địch mọi lúc mọi nơi. Một ngày địch 100 phát là chuyện bình thường nha chị. Đang chạy xe ngoài đường nè, đèn đỏ thắng nhóm. Cái ép là nhóm được một cái bút vô mặt em liền. Đỡ không kịp rồi, thế thì mọi người kế bên tại chạy kế bên mà tao nghe luôn, đội quần luôn. Thả bơ mọi lúc mọi nơi luôn, đó là chuyện bình thường mà nhiều khi phát cọc luôn chị. Lúc đó em sao Cầm? Trời ơi quýnh ác lắm anh ơi. Dĩ em. Với lại mấy lần, với lại mấy lần ăn đồ bổ á anh chùm luôn. Ăn đồ bổ về là cố tình. Có bao nhiêu tinh túy là cho vợ hưởng hết. Lúc là luôn vợ. Ở chỗ đó người ta ngửi mùi nước hoa, còn em là ngửi mùi địch với mặt em khờ luôn. Khờ luôn không thể nào mà lớn nổi luôn. Đúng ra là em đẹp hơn đó đúng không? Bạn bè qua chơi địch một cái là mày vợ tôi địch đó, vợ tôi địch. Điếm lắm anh ơi, mỗi lần mà bạn bè qua chơi là chỉ qua được vợ tôi á, vợ tôi cũng ti là đừng có địch nữa nha anh ti. Dạ dạ. Rồi giờ tới em đó Hùng. Nhây lắm. Cái nhây đầu tiên á, giống như là nhiều lúc em đang làm việc đi thì chị hay ăn xong á là chị sẽ không phải là chị ở như một cái tiếng bát một tiếng chép gì đó, em đang bấm là cái kề vào lỗ tai em. Lớn lắm. Những ngày đầu tiên á đi gặp ăn uống với mẹ em á, ăn uống xong cái tự nhiên đứng dậy đi ra ngoài, em thấy rồi em nói ra ngoài giữ kẻ. Xong lần sau ngồi trong bàn kèm không kịp làm cái mẹ em đang ăn mẹ hết hồn mất hồn lên. Mẹ em cũng nói đỡ là tiêu quá tốt không sao con. Dạ. Còn một cái nữa là hay tẩy tới bầu chết cho em, thì hiểu kiểu là cứ ngồi ngoáy em thấy rồi nha, em cũng né rồi. Xong rồi cái lát bắt đầu chay lên tay em, cứ tẩy tới bầu chết cứ chép bên người em, mà không phải riêng em nữa mà bạn bè về nhà đều bị tẩy tới bầu chết. Thì cũng đâu có nói chung là cũng nghe qua nghe lại, nói chung là cũng đâu có vừa đâu. Dạ. Em thả thì bà tẩy bà chay. Dạ. Còn cái tập gì không? Say vô là không có nhường nhịn, giống như là em nói một thì sẽ cãi lại với em, giống như bây giờ mỗi lần nhậu say xong cái hay cãi lộn với em á, xong rồi sáng mai em nói á thì không nhớ lúc cãi với em á thì như một con sư tử vậy đó. Cái sáng mai á như một con thỏ. Xong rồi có một hôm thì bạn bè của vợ em á mới quay lại trong cuộc lúc nhậu say đó. Xong rồi để làm bằng chứng. Cái sáng mai cho xem thì vợ rồi. Em mới là nói muốn đội quần luôn. Dạ. Mình không tưởng tượng được mình như vậy luôn. Dạ. Đó xong rồi, đúng rồi sau những lần đó là bắt đầu tiết chế tiết bên ngoài người ta đi á, người ta sẽ nói em là anh này anh gia trưởng nè, vợ này sẽ ăn hiếp vợ nè, không có về là em bị ăn hiếp.
cũng chút chút ăn hiếp thôi chứ không dám chút chút ăn hiếp thôi. Với là cái trong cái tật xấu nữa là hay mua sắm mà theo kiểu là như là bộ đồ đó đã mặc đi tiệc rồi thì có tiệc lại nữa thì sẽ không mặc lại bộ đó. Cái em mới nói là em ơi tiết chế lại đi, không được đâu. Xong những lần sau là không có nói em nữa là anh ơi em mua cái này, nhưng mà mua lén mua giấu. Mua sắm lắm. Bây giờ thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn vợ em thay đổi là bớt cằn nhằn lại, với lại tiết kiệm theo kiểu là về vấn đề mua đồ mới để đi tiệc thôi. Thế còn Cầm, em muốn bạn Hùng này thay đổi điều gì? Dạ em chỉ muốn một điều là khi mà anh nói thì anh phải suy nghĩ từ từ, bình tĩnh lại, bớt quạo lại thôi. Ví dụ như ảnh ăn cơm đến gần giờ đó thì mình chuẩn bị trước. Nó để thì tự động là ảnh sẽ triệt tiêu cái thói đó thôi. Thực ra là cặp của tụi em là quá dễ thương luôn. Bây giờ là muốn có con không vậy? Dạ, bây giờ bắt đầu. Bây giờ là rất là muốn. Chị nhường sân khấu này lại cho em. Anh xin chúc cho Hùng với Cầm ha. Trong năm sau sẽ có được một em bé dễ thương. Nếu là gái thì giống như đáng mẹ yêu, đúng không? Mạnh khỏe và hội tụ hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của ba và mẹ của nó. Cảm ơn chị. Nhớ có em bé cái là nhắn tin cho chương trình liền nghe. Linh lắm đó.